Xin chào mọi người, hôm nay mình có khách hàng qua văn phòng để đặt mua cái sản phẩm phụ kiện chấp nhông hình thoi chuyển động. Mình quay cái video này để giới thiệu cho mọi người cùng xem và tham khảo. Những ai mà đang có nhu cầu mua cái sản phẩm phụ kiện chấp nhông hình thoi chuyển động thì có thể liên hệ đến bên mình. Trước hết thì một bộ phụ kiện chấp nhông hình thoi chuyển động sẽ bao gồm hai cái chốt như thế này, làm bằng inox 304 và cái đầu của nó sẽ làm bằng nhựa, để bắt vào hai bên của cái chớp nhôm đây như thế này. Đó, các bạn có thể quan sát là nó bắt vào hai cái bên đầu để bắt vào cái nhôm hộp 3876. Bộ phận thứ hai là hai cái phần đầu bịt bằng nhôm, một bên dài hơn và một bên ngắn hơn. Sẽ là như thế này. Đây là hai cái đầu vịt bằng nhôm nhé. Một bộ phụ kiện sẽ gồm hai cái vít này và hai cái đầu vịt này, một đầu dài và một đầu ngắn hơn. Đầu dài để kết nối giữa các cái, để lắp cái thanh chuyển động, để kết nối giữa các cái lá chớp với nhau. Tiếp theo là sẽ gồm một cái, đây là cái chi tiết bằng inox này, cũng để chúng ta xỏ cái thanh chuyển động inox V8 vào đây nhé. Khi lắp lên thì sẽ như thế này, để xỏ thanh inox V8 vào để chấp nhông có thể chuyển động được. Quý vị nào mà có nhu cầu mua cái sản phẩm phụ kiện chấp nhông hình thoi chuyển động này về lắp đặt ý, thì các bạn có thể để lại bình luận xuống ở bên dưới, mình để lại số lượng cũng như là địa chỉ của các bạn để bên mình có thể gửi chuyển phát nhanh trực tiếp tới cho quý vị. Hoặc trường hợp mà các bạn ở Hà Nội, các bạn có thể qua trực tiếp văn phòng của bên mình để để xem cũng như là đặt hàng. Cái video vừa rồi mình vừa giới thiệu tới mọi người cái công việc hôm nay của mình là gửi phụ kiện chấp nhông hình thoi chuyển động đi cho khách hàng, cũng như là chuẩn bị sản phẩm để khách hàng qua văn phòng đặt mua. Cảm ơn mọi người đã xem cái video ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở các video mới.